Cả nhà cứ gọi nước đi. Ok. Á Báo ơi, đi Tuyên Quang lên đây là chỉ tìm Á Báo thôi. À Tuyên Quang à? Ờ, mà vô tình là hôm nay nhìn thấy Á Báo đây luôn. Về Tuyên Quang đi em, về Tuyên Quang đi em. Thơm ngược dòng lô giữa hoan mây trời. Ngọt ngào hương hoa bay, ngọt ngào hương hoa bay. Về đây em nhé, thương nhau hôm mình về. Sông Lô, sông ngàn Việt Bắc bay dài, Ngô Lao đã tàn thôn trang. Ai qua bên sông vàng lặng nhìn màu nước sông Lô xưa. Sông Lô, sông ngàn kháng chiến cháy bờ Lao Thưa đã tàn thôn trang. Ai qua bên nắng hồng lặng nhìn màu nước sông Lô xưa. Vừa hát ca vừa cả dân buông lưới van lùi bóng thuyền, liều dừng lên ven sông bóng người sập một bến then. Vừa cả chi chiến đấu bên sông Lô đắp nhà, dân khu trong khu mười mơ thành người dòng Lô. Đời vui vút lên, đời vui sướng về. Vượt cả cuộc cải chi chiến đấu đầy tay trai Việt Bắc, sông Lô đang xuôi mau tin về đồng lúa reo mừng rung trong bao hương nồng mừng một mùa chiến công. Dòng sông Lô trôi, dòng sông Lô trôi, mùa xuân tới nước in ven bờ, nước in ven bờ xanh nhuộm bóng tre. Dòng sông Lô trôi. Mình ở sông Lô phải không? Quá ở sông Lô luôn. Ở đâu sông Lô? Tuyên Quang sông Lô. À Tuyên Quang rồi ơi. Cầu Nông Tiến. Cầu Nông Tiến. Rồi A Báo được đi qua. Đến Bình Ca sông Lô. Thế hát bài đấy đúng chưa? Bài qua đúng luôn. Rồi em cho anh. Thằng Á Báo mình hẹn nó gặp, toàn gặp trên mạng. Ôi may quá hôm nay được gặp luôn. Anh ngồi xuống, anh ngồi xuống. Anh ngồi xuống đi rồi. Cả nhà hôm nay rất là vui Á Báo được gặp quý đoàn đến từ Tuyên Quang. Mà bên dòng sông Lô. Tặng đoàn mình một bài sáo đấy. Từ từ để em tả. Nó ruột lắm, nó sướng lắm. Nó nóng bùng lắm rồi từ từ. Rồi. Cả nhà ơi, cả nhà đang nóng lòng cứ từ từ anh ơi, phải từ từ. Ngoài nó mới chứ. Rồi. Nó sôi ruột lắm rồi. Sơn Dê, không phải Sơn Dương đâu. Sơn Dương. Sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp câu hát từ bến sông xưa vọng lại. Ai về qua bên Bình Ca bâng khuâng chợt nhớ bao kỷ niệm năm tháng gần bên nhau say trong hương rừng. Ai về tắm nước dòng Lô sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp câu thơ ai bỏ quên giữa dòng. Câu thơ nói về một người con gái bao năm tháng chờ đợi người lính ấy sao mãi không về. Sông Lô chiều cuối năm ai tìm về bên ai, ta tìm về bên bên Bình Ca đứng lặng cây đào ngày Tết sắp ra hoa. Sao người con gái ấy nơi đâu để lại bên sông xưa bâng khuâng một con đò. Cán bộ sao lại ngồi quay đứng quay đi. Sông Lô
chiều cuối năm ai tìm về bên ai, ta tìm về bên em. Qua bên bình ca đứng lặng, cây đào ngày Tết sắp ra hoa. Sao người con gái ấy nơi đâu để lại bên sông xưa bâng khuâng một mình tôi. Xuống chợ ăn tháng khô, xuống chợ uống rượu ngô. Uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tiền khỉ vút lên cao. Nào hay là đời, trời đất cuồng quay. Bát này là bát nữa, huy bát nữa là bát này. Uống để thương để nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống mà uống là phải say. Nếu không có họ là thế, uống chưa say trở về. Vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Té tông vào đường ngựa, con ngựa cũng say say. Chân bước theo chân ngựa, người ta như chân mới. Sơ chạy mũ nàng kia, sơ chạy mũ hậu sư. Hoppa phù nà, hoppa tu, hoppa tàu à, hoppa tê. Mũ hoppa khơ, kẻ thâu nè khơ. Phát này là phát nữa, huy phát nữa, phát này là phát này. Cũng để từng để nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là chén. Thôi cũng con là thế. Mà chén là phải say. Nếu vùng cao họ là thế, uống chưa say chưa về. Vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay đóng vào đường ngựa, con người cũng say say. Chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Bát này là bát nữa, huy bát nữa là bát này. Người vùng cao là thế, người miền xuôi không biết đâu cùng thế. Ơ gà nhà nó định trốn đấy, nó định trốn đấy. Người vùng cao là thế, người miền xuôi cùng thế. Không cùng thế mà đến chỗ chim mua lò khó tê. Là cái lúa lò nà lò chua tông, chào cô gái. Em bà mông chim mua lò khó tử, chào khâu ba lèn, cô gái khâu ba lèn. Em bà mông chim mua lò khó tử. Là cái lúa lò nà lò chua tông, em bà mông chim mua lò khó tử. Tình bỏ hư bông xa bà nánh thâu. Hay hay hay, dốc núi cao cao đoàn người thổ. Nắng gió mưa trơn giữa lưng đèo. Chờ phiên vùng cao tình trời đời. Chuyến hàng ngược đèo vui thắng reo. Gần vang tiếng kèn. Còn đường dốc quanh có ngàn trùng người. Vẫn đi ngựa, vẫn đi. Dâu ta treo leo một kề người. Vẫn đi ngựa cùng ta. Hà nào vượt đèo dơ núi. Nàng đã lên phiên chợ vùng cao. Hello vượt núi cao. Anh lại gặp em phiên chợ vùng cao. Xa 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 xa. Chim mu lò khó tê. Đã kẻ lúa lò nà lò chúa tương. Đi bà mù chim mu lò khó tê. Thành bò hút bông xa bà nâng thâu. Hây hây hơ. Dốc núi cao cao đoàn người thơ. Nắng gió mưa trơn giữa lưng đèo. Chờ phiên vùng cao tình trời. Chuyến hàng ngược theo dư thắng treo. Vân vang tiếng khèn. Con đường dốc quanh con ngàn trùng người. Vẫn đi ngựa, vẫn đi. Đường dốc đa treo leo vượt kề người. Vẫn đi ngựa, vẫn đi. Ngựa cùng ta hà nào. Vượt đèo dốc núi. Nàng đã lên
phiên chợ vùng cao, vượt núi cao anh lại gặp em, phiên chợ vùng cao. Hậu trường. Rồi A Báo đã hát là không uống rượu, A Báo đang kiêng rượu thôi. Một tí thôi. A Báo nhâm môi. A Báo nhâm môi rồi. A Báo một tí nhâm môi thôi. A Báo làm tế làm phép. A Báo làm cho đồng vui nó. A Báo chào chào hai bạn nhá. Vui hơn. Hai cô gái, hai chàng trai thôi. A bắt tay một cái nào. Ở đâu đây? Không đi vào đây, vào đây. Rồi. Anh xin lại số để sau tí nữa anh gửi ảnh hôm nào cho. Đây, đưa đây, đưa đây. Đưa máy đây, tao nhảy sang cho. Rồi, cái máy của mày đây, ta nhảy sang cho. Thì nhắn tin sang để gửi video được chưa quay cho. Quý A Báo lắm, nhưng hôm nay đến gặp A Báo. Đang đánh cứ bắt tay à? Thích bắt tay đây. Cứ thích đây. Đường đã quê xa như chỉ hồng trên đá u quê mây mùa say say lờ say say nhảy đi u say say lờ say say ô chứ mẹ mẹ vượt trước đẹp vượt sóng ngon thơm máu đèn nghiêng nghiêng núi như dài lúa bát ngang trời chào A Quan nha vào tiếng khèn vang trong gió. Được chắc trời tầm mát đèo, nghe tiếng gà báo lưu luyến, lời ước khen mùa xuân tươi. Về với tầm mát đèo, mù say say lờ say say, mù say say lờ say say, ôi chứ mẹ mẹ, đi nhảy 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 nhảy, đi nhảy 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 nhảy. Lượn vòng quanh co nơi đại ngàn đa sang, giữa núi rừng đường đã quê sắc như chỉ hồng trên đá. Cô em lạnh mùa say say lờ say say mù say say lờ say say lâu chứ mẹ mẹ. Em ơi, cứ quay pha ly cam quay cho mọi người vào nữa. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Tàu có gì nó sẽ có. Ở mẹ mẹ. Ước mãi gặp A Báo. Vừa sông đẹp vừa sóng ngon. Tâm mãn đẹp nghiêng nghiêng núi, như dài lúa vắng ngang trời. Mang tiếng khèn vai trong gió, lúc sắc sơ thăng mãn đẹp nghiêng. Nghe tiếng lòng báo lưu luyến, lời ước khen mùa xuân về. Về với thăm má để hò, mù say say lờ say say, mù say say lờ say say, yêu yêu chứ, hầu mẹ mẹ, hầu chứ, hầu we be. Rồi. Cảm ơn cán bộ. Tại vì anh người đồng văn mà anh ước gặp mày. Rồi, nó mời chén A Báo không chén nó đâu, nó con trai làm sao chén được. Nó phải con cái nó mới chén được. Cái chai để đựng thôi, còn cái chén để uống. Anh cứ ngồi xuống đi, ngồi xuống, che hết màn hình rồi. Che hết màn hình rồi. Rồi, đang quay mà anh cứ ngồi xuống. Anh cứ ngồi xuống từ từ. Anh cứ ngồi xuống. Anh ơi, thông cảm, em đang bị kiêng rượu rồi. Nhấp môi. Em không ép anh đâu nhá. Lúc này anh bảo nhấp môi mà. Em không ép anh đâu, anh đừng uống hết. Nó máu quá, nó chổng đi luôn. Mù say say, mù say say.
chồng mong anh ơi, chồng mong không được chồng anh. Thấy chưa? Nghệ sĩ chưa? Đúng nghệ sĩ chưa? Đúng rồi. À. Anh em mình thổi sáo có bằng nó đâu. Sao bằng được? À. Đúng rồi. À bảo tặng cả nhà bằng sáo mông trước khi cả nhà về ngủ nhé. Học chưa? Học chưa? Ô chạy nhanh thế rằng ơi. Giang chồng hơi, giang chồng hơi, về đây chơi, về đây chơi. Giang chồng hơi, giang chồng hơi. Chị ơi sờ vào quả bầu đi. Sờ quả bầu. Rồi chị ơi sờ vào tối nay có bầu luôn. Không có bầu là có bầu luôn. Anh đấy cũng có bầu luôn. Anh đấy là bầu xô, còn chị là bầu bầu là răng rồi đấy. Cảm ơn cán bộ nhá. Rồi. Đây anh chị là ở đâu đến? Anh chị ở đâu đến? À, Hà Nội mùa này phố cũng như sương, cá rét đầu đông, khán em bay hiu hiu gió lạnh. Rồi, anh ơi hoa sữa đâu rồi? Chiều tan lớp, đường cổ ngữ xưa, chậm chậm bước ta về. Khoan đã về nhá. À, cả nhà hiện tại là A Báo đang ngồi cạnh hai anh chị ở Hà Nội. Hiện tại chị ấy đã sờ vào quả bầu rồi. Chị sờ lại đi, chị ơi, sờ lại đi này, không làm gì đâu mà. Tối nay chúc anh chị là tối nay là sản xuất được ra người đấy, có bầu đấy. Chú anh cũng có bầu luôn, hai vợ chồng đấy có bầu.
anh chị ở đâu? Cầu này, Cầu Giấy. Hà Nội. Cầu Giấy à? Sao lại Cầu Giấy? Cầu Giấy mưa phát là ướt thế à? Ướt thế à? Đúng rồi. Ui giời, cầu đều à? Còn Cầu Giấy, Cầu Sắt còn chưa ăn ai là sao Cầu Giấy? Cái bầu quả báo, đặc biệt lắm. À rồi, thế chị tên gì? Mình Lan Anh. À chị Lan Anh, của anh là gì? À, anh Quý. À, anh Quý Lan, Cán Ly rồi, còn ở Cầu Giấy nữa. Cầu Giấy thì không bằng Cầu Sắt rồi. Cầu Giấy nó tuyệt vời. Cầu Giấy không bằng Cầu Đay. Cầu Giấy không bằng không cầu bằng đây. Thành Tuyên rồi, Thành Tuyên là cầu sắt đây này. Từ Cầu Đá chứ. Sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp cậu hát từ bến nhạc sông xưa luôn vòng lại. Sáng tác luôn. Sáng tác ai về bài... qua bến Bình Ca. Tuyên Quang không có cầu nhưng mà toàn đi bơi. Để bơi qua dòng sông Lô. Không, ngày xưa thôi, bây giờ ngày xưa không có cầu thì mới bảo là dòng sông Lô. Ngày xưa đi phà. Đấy, ngày xưa đi phà thôi rồi. Đây là các anh là bạn trai của các chị đấy. Đấy, đấy, các anh này. Đấy, các anh này. Cho anh hôn Dạ. Hôn em à? Ôi sao tự dưng là có một người gạ gẫm hôn mình nhỉ? Lần đầu tiên trong đời. Anh hôn em. Tại vì anh yêu em. Ui ôi ôi. Anh chị Hà Nội có đồng ý không? Có. Có đấy. Rồi. Hỏi bạn gái của anh đấy ạ. Chị ơi, đồng ý không? Anh là người đồng quan thật nhưng mà chưa bao giờ tiếp xúc gần. Ôi rồi. Bạn trai của anh à? À của chị à? Hôm nay nó lên giao lưu kiểu gì? Đây bạn gái. Hôm nay nó lên giao lưu kiểu gì? Đây vợ anh. Anh làm vợ lên vợ anh là chị đây. Của em. Anh muốn hôn A Báo đây. Ôi giời ơi. Anh ấy hôn công lực yếu quá, xong ngã luôn. Không, anh hôn nó phải thế. Ôi giời. Xong sáu rồi. Anh chị Hà Nội thôi chưa? Hôn một phát mà mất công lực là tí ngã. Tí ngã phải đấy. Mày hôn phát nó phải thế. Chết rồi. Rồi em vuốt một phát em ném lại anh này. Mày nhớ cho anh. Anh quý mày, nhưng mà anh chưa gặp mày. Vừa gặp xong. Hôm nay anh yêu quá. Rồi yêu quá. Ôi rồi anh cười. Rồi xong rồi. Ôi rồi ơi, hôm nay bước. Anh chị ơi, hôm nay không biết bước chân nào, bước cả hai chân ra khỏi nhà. Nhảy cả hai chân này. Này đưa âm nhạc cả hai chân đi vào lòng người đó. Hai anh chị Hà Nội thấy chưa? Rất tuyệt vời đấy. Người vùng cao còn thương nhau huống hồ gì. Anh hai chị, anh chị không thương nhau. À anh quý này, còn chị là gì nhỉ? Chị nhỉ? Lan Anh. À, ước gì Lan là cái lò, quý là que củi, quý thò vào trong. À, chị Lan lại đáp ra rằng thò thì thò được nhưng nhiều củi quá thì tung hết nò. Bây giờ là tay của anh Quý sẽ thò sang eo của chị Lan Anh đấy. Chị Lan Anh nghiêng 37 độ năm. Cả nhà bật đèn sáng lên để đèn led nào. Đèn lên, điện thoại lên để hôn. Nụ hôn nồng cháy rồi, điện thoại đâu, điện thoại chị đâu. Không làm được cái điều ấy nhỉ. Rồi, không làm được đâu, điện thoại lên, đèn led đâu, bật lên. Để cho mọi người nhìn thấy nụ hôn nồng. Đèn led đâu, đây. Người ta hưởng lên rồi. Đèn đâu, bật đèn lên. Đèn đâu, ôi giời ơi, đang máu rồi. Rồi, cả nhà ơi. Dạ, ước gì Lan là cái lò, quý là que củi, quý thò vào trong. Em Lan lại đáp trả rằng thò thì thò được nhưng nhiều củi quá thì tung hết nò. Bây giờ bao đêm bao tháng hẹn nò là anh Quý mới hẹn em Lan lên vùng cao. Lan neo nên nưng nợn ne nưỡi nưng nợn niếm nia niếm nia. Thì bây giờ từ nờ mình không làm nữa, mình làm từ gì nhỉ anh nhỉ? Từ hờ rồi. Rồi. Bây giờ anh Quý ôm eo chị Lan 37 đầu năm nào. Ôm eo từ. Mày khóa tay khóa chân nhá, không được dãy rùa nhá. Nào, bây giờ chị Lan nghiêng sang anh Quý 35 độ 7. Nghiêng, làm theo trọng tài. Làm theo anh xin nào. Anh Quý nghiêng sang chị Lan 37 độ 5. Nghiêng sang sau nhìn về đây anh ạ. Nghiêng sang hai người ngửa vào nhau rồi. Nào, nụ hôn xin phép được bắt đầu nào, chuẩn bị nào. Từ máu thế rồi, từ từ. Nào, nghiêng sang. Rồi, bây giờ hai cái ăn cơm sắp chuẩn bị chạm vào nhau. Rồi, chuẩn bị từ từ nào. Nghiêng sang không ghê, phải hôn vào vài vào thật. Nào, nghiêng nào. Nào, chuẩn bị nào. Nghiêng sang. Anh khóa tay trái vào.
Bóp tay trái khóa vào, khóa chặt vào rồi. Nào, 35 nổ 7, 1, 2, 3, hôn nào. Rồi hôn lâu lâu một tí. Làm ít quá rồi, làm lại đi. Không được, anh Quý ơi, không làm được. Mình là con trai, mình phải chủ động như nào. Nào, sẵn sàng là 1, 2, 3, nào. Ôi rồi vẫn chưa được. Quá tam ba bẩn, làm một phát nữa. Anh khóa tay, khóa chân vào, không được dây ruộng. Rồi, nào, làm một phát nào. Cả nhà vỗ tay một cái nào. 1, 2, 3, nào. Ôi rồi cả nhà ước gì. Ước gì mình cũng được như anh đấy. Quá tuyệt vời. Ồ, họ hôn mà mình tụt huyết áp luôn. Không được đâu. Ôi rồi sướng hết cả người. Mình thưởng thức thế được rồi. Rồi cả nhà ơi. Báo phỏng vấn một tí. Hai cái ăn cơm chạm vào nhau mình thấy có sướng không? Tuyệt vời. Đây, bây giờ hai cái ăn cơm chạm vào nhau rồi. Bây giờ hai cái đi đái mà chạm vào nhau là sản xuất ra người đấy. Đúng không? Rồi thì cái này thì buổi tối thì anh Quý và chị Lan sẽ thực hành sau. Bây giờ mình chỉ demo thôi. Rồi ok, rất cảm ơn. Rồi cả nhà nha, rồi mua sai. Chúc anh chị hạnh phúc nhá. Đấy, trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Khi nào tụt thì thôi. Khi nào tụt thì nhớ vào bệnh viện là gọi là cái gì nhỉ, khoa chấn thương chỉnh hình hay là khoa gì mà liên quan đến nâng mũi, nâng cằm, nâng sửa răng, sửa túi là được ấy. Cả nhà nhá. Cảm ơn. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mê mê. Thâm mã đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xám, giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. U chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say hầu chờ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống